À, món cá lóc mới dở nha mọi người, cá lóc đồng lũng cửng ở Phước Long, quê của ổng nha, không có mua qua trung gian của ai hết, cái này là mắm nhà bà Ý làm nha mọi người, đa số khách ăn là khách quen á. À, hiện tại thì chỉ còn này dở là chỉ còn tầm 1 kg hơn thôi, ai ăn thì nhắn giùm nha.